Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn cài đặt tô màu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tô màu bức tranh hình chân dung một cô gái đang để tay lên trên đầu và mặc một chiếc áo bò nhé. Thì cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Đầu tiên hôm nay mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Trên mắt thì mình sẽ tô màu đen nha. Đây môi mình sẽ tô màu đỏ. Chiếc áo khoác hôm nay mình sẽ tô màu xanh dương. Chà, bên trong mình sẽ tô màu đen.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình cô gái có mái tóc màu và cô gái đang để tay lên trên đầu nhá. Và mình có tô chiếc áo bò màu xanh dương, áo bên trong màu đen. Các bạn có thể tham khảo tô màu này của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Đừng quên bấm like và subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào cả nhà.